Lễ thánh cả Giuse đón nhận lòng thương xót. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Người công chính sống bởi đức tin. Lạy Chúa hôm nay trình bày hai khuôn mặt được tuyên dương là người công chính. Tổ phụ Abraham và thánh cả Giuse, người công chính sống bởi đức tin. Các ngài công chính vì đã có một đức tin kiên vững, tin vào lời Chúa hứa. Chúa hứa cho tổ phụ Abraham một miền đất và một dòng dõi. Hãy ngước mắt lên trời và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không. Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai Cập đến sông Cả, tức sông Euphrates, đất của những người Keni, Kenat, Cát-môn, Khét, Periti, Rapha, Emori, Canaan, Gigasi và Zevut. Sáng Thế chương 15 câu 5 21. Tổ phụ vẫn tin vào lời Chúa hứa không chút nghi nan. Chúa bảo ông đi đâu, ông liền vâng theo, kể cả khi đến cuối đời mà chẳng có mảnh đất nào. Khi bà Sarah qua đời, tổ phụ phải khéo léo thương thuyết và tốn rất nhiều vàng bạc mới mua được một mảnh đất nhỏ ở Macpela của người Khét để chôn cất bà, và sau này chôn cất chính ông. Còn về dòng dõi, hơn 90 tuổi Abraham mới sinh được một con trai. Nhưng khi đứa trẻ lên 12 tuổi, tuổi trưởng thành của người Do Thái, Chúa truyền cho ông xác tế mà dâng cho Chúa. Đó là niềm hy vọng cuối cùng, đó là chỗ dựa duy nhất. Nhưng ông vẫn mau mắn vâng phục không chút từ nan. Thật là một đức tin lớn lao. Thánh Phaolô đã ca tụng ông. Mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin. Quả thật, khi không có gì để tin mà ông vẫn tin vào lời Chúa hứa. Bởi vậy, ông được kể là người công chính. Thánh cả Giuse cũng được tin mừng tuyên dương là người công chính, vì đức tin của người thật lớn lao. Từ ngàn xưa, Chúa đã hứa với vua David: trước mặt ta, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ được củng cố đến muôn đời. Thánh cả thuộc dòng dõi vua David được thừa hưởng lời hứa đó. Nhưng đến thời thánh cả thì nhà của David không còn nữa, vì đã rơi vào ách nô lệ ngoại bang La Mã. Vương quyền David không còn nữa, vì Herode người Edom đã trở thành vua người Do Thái. Bản thân người chỉ là một bác thợ mộc nghèo hèn, sống âm thầm trong ngôi làng Nazareth rất nhỏ bé. Nhưng thánh cả vẫn vững tin vào lời Chúa hứa. Niềm tin vững vàng được thể hiện qua việc nhận Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Làm sao một trinh nữ có thể sinh con? Làm sao Thiên Chúa lại mặc lấy thân xác một trẻ sơ sinh bé nhỏ yếu ớt như thế? Tại sao Thiên Chúa nhập thể phải sinh ra trong chuồng bò? Tại sao vua cả trời đất vừa sinh ra đã phải trốn chạy bạo chúa trần gian? Đức tin của người thật lớn lao. Người chấp nhận tất cả những gì Thiên Chúa dạy bảo, người thi hành tức khắc những gì Thiên Chúa truyền, dù phải thức dậy giữa đêm khuya, dù phải lên đường tức khắc, dù phải chấp nhận những điều ngược lại ý thích. Người cũng như tổ phụ Abraham, không còn gì để trông cậy mà vẫn trông cậy, không có gì để tin mà vẫn tin. Tin như thế cũng là từ bỏ mình hoàn toàn, từ bỏ tất cả ý riêng, chương trình riêng để hoàn toàn cho Thiên Chúa sử dụng. Để hoàn toàn theo chương trình của Thiên Chúa, tin như thế là dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, là phó thác hoàn toàn, hủy mình ra không để Thiên Chúa sử dụng đời mình. Và thật lạ lùng, khi ta không có gì thì Thiên Chúa là tất cả ở trong ta. Khi ta không thể làm gì thì Thiên Chúa làm tất cả qua ta. Quả thật, Thiên Chúa đã trung tín với lời thề hứa. Tất cả đã được thực hiện qua thánh cả Giuse.
Nhờ đức tin, người đã đón nhận Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là tất cả. Khi đón nhận Chúa Giêsu, thánh cả có tất cả. Nhờ đức tin, người trở thành cha của Chúa Giêsu. Nhờ người, Chúa Giêsu thuộc về dòng dõi vua David. Chính Chúa Giêsu sẽ giữ gìn ngai vàng của nhà David đến muôn ngàn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng, vô tận. Mừng lễ thánh cả Giuse, ta noi gương người sống đức tin. Nhiều lúc cuộc đời ta tăm tối, giáo hội tăm tối, thế giới tăm tối. Không có gì, không là gì, không thể làm gì, không biết đi đâu. Nếu ta noi gương thánh cả, phó thác tất cả cho Chúa để Chúa hành động, ta sẽ có tất cả, vì Chúa là tất cả và Chúa sẽ làm tất cả. Bởi vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người cha để con Chúa giáng trần trở thành nguồn ơn phúc cho chúng con, để nhờ dòng dõi vương giả của người, chúng con được trở thành miêu duệ xứng đáng hưởng lời Chúa hứa. Xin cho chúng con biết noi gương thánh cả, từ bỏ tất cả để chỉ được một mình Chúa. Như thế chúng con sẽ được tất cả. Bài của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.